Sao mà lâu như vậy? Viêm tuyến tụy thôi mà. Bệnh nhân xuất huyết nên mới lâu. Trưởng khoa. Mọi người làm việc tốt lắm nha. Dạ. Dạ, cảm ơn trưởng khoa. Mệt quá. Ủa My, không đi ăn nhà với ổng sao mày gói vậy? Nhà hàng cái nổi gì nữa, không mất tôi đợi hả? 7 tiếng luôn rồi đó, nói muốn chết. Gì vậy trời, là bị leo cây nữa à? Thôi em chịu khó xíu đi, ai kêu em đòi quen bác sĩ chi? Tại sao phải chịu khó? Yêu là khổ mà không biết. Không gọi hả? Sao nghe máy đi. Chảnh đi rồi mốt ế ha. Thôi, tôi về trước nha. Bye. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available. Khán giả được phép đi đón tự do. Trời Quốc, ông làm ơn vô trong phòng cắt móng chân đi. Dân tùm lum rồi nè. Tôi cắt đây cũng có sao đâu, sắp xong rồi. Mệt ghê. Trời ơi ông Quốc, nói ông đi cắt móng chân chỗ khác đi. Dân tùm lum như này thì xong liều quá vậy. Chỉ tôi ai cắt móng chân mà không bị dân coi. Khó chịu à. Kênh ở đây làm chi vậy? Thì ở dưới đây làm sao mà thấy, ở dưới đây tối hù làm sao mà thấy, ở trên đây mới có cái bóng đèn. Mệt ghê á, cũng yên nữa. Nè thấy chưa, nãy giờ cắt được cả đống nè. Nhìn móng chân tôi đi. Trời đất. My, My, mày chiến gia đình với ổng hả? Thôi giận chi không biết nữa, chắc ổng bận việc thôi. Giận mau già. Mà đừng nói với tôi là từ bữa giờ không gọi ổng nha. Tại vì tôi có nhắn với ổng chưa? Tôi nói là tôi bận dữ lắm, đừng có liên lạc với tôi ạ. Vậy thì đâu phải chiến tranh lạnh. Ông tưởng đâu bồ bận nữa là ổng không có gọi. Để tôi gọi cho ổng. Ê, bà làm gì vậy? Thôi mà để em vô duyên quá à, chạy điện thoại lên cho tôi. Ôi, chị gì làm gì không biết nữa. Đi đi. Dạ dạ. Dạ em Mai nè anh. Nó rảnh lắm anh ơi, nói chuyện nữa. Alo. Anh hả? Công Mai nó giỡn á, anh đừng nghe nó nói gì nha. Anh mới xem mấy cái bệnh án xong, chưa có việc. Vậy tí nữa trưa mình gặp nhau không? Đi thôi, nhanh lên. Hả? Nè, đi đâu vậy? Vậy trưa nay mình hẹn nhau quán cà phê nha, anh nhớ tới ra nữa nha. Alo. Để anh nha, bây giờ anh có việc rồi. Gặp lại sau nha. Thấy chưa? Thử gọi là được. Bà tới với tôi đi. Đâu có, tôi đâu có gì đâu. Chỉ tại vì muốn thèm nhậu thôi à. Vậy hả? Vậy thôi, tôi biết rồi. Vậy nha. Chị My. Ủa, Tâm Ý. Ủa, chị đi đâu vậy? Chị đi rút tiền. Ủa, mà em đi đâu vậy? Em đi dạo sẵn, đi mua ít đồ luôn hả? Vậy hả? Dạ. Ủa,
về có làm gì không? Dạ không, em rảnh. Vậy hả? Vậy thì chị sẽ dắt em đi ăn bao em một bữa no nê luôn nha. Đi. Nhưng mà chị ơi, đi không sao, chị có tiền, chị có tiền. Ủa chị ơi, ở đây là vũ trường á em. Chị ơi, ở đây chắc giá mắc lắm hả chị? Em yên tâm đi, chị lựa ở đây là rẻ nhất rồi đó. Với lại á, chị mới rút tiền, uống rượu nha. Chị ơi à. Sao, ổn không? Dạ, càng uống càng thấy ngon. Chúc mừng em nha, ngày hôm nay em chính thức bước vô con đường bợm nhậu. 2, 3, vô. Thôi mà chị. Ôi ơi đi. Công nhận á, hồi nãy nhảy xong đuối luôn á. Nhưng mà hôm nay chị vui lắm á. Nhờ vui vậy mà chị quên buồn luôn. Chưa, chị có chuyện buồn mà. Ta nói là không có mà. Nhưng mà tâm ý, em có quen ai bao giờ chưa? Dạ. Quen bạn trai á. Chị biết ngay mà, em đúng là một cô gái gì hiền lành và trong sáng luôn á. Nhưng mà em biết yêu rồi đó. Biết yêu rồi hả? Thật ra em biết không, chị đang quen một người là dưỡng hai. Mà em biết sự thật dưỡng hai của chị là ai không? Là Thiên. Nhưng mà em không còn biết đâu. Chị cũng không nghĩ tại sao chị và anh có thể quen nhau nữa. Chỉ là một ngày tình cờ, chị và anh tình cờ gặp nhau, rồi chị và anh tình cờ hôn nha. Rồi quen nhau tới bây giờ luôn. Em biết không, chị cũng không nghĩ là tại sao chị lại yêu ảnh rồi quen ảnh nữa. Mặc dù á, yêu đương hẹn hò rất là vui. Có nhiều lúc á, chị rất là hạnh phúc luôn á. Nhưng mà nhiều lúc chị thấy cô đơn lắm tâm ý ơi. Tại vì anh là người của công việc, cho nên lúc nào anh cũng bận rộn hết trơn á. Hôm nay chị với ảnh vừa mới gây lộn xong á, em biết không? Chị nói với ảnh là đừng có tìm chị nữa, đừng có gọi cho chị nữa. Lúc nào anh cũng bận hết á. Chị lúc nào cũng trong trạng thái chờ ảnh, đợi ảnh hết. Cho nên nhiều lúc chị buồn với cô đơn lắm. Đôi khi chị cảm thấy chị đáng thương lắm á. Em có thấy chị đáng thương không? Thôi mà chị, ba em từng nói là cái giá của hạnh phúc là chờ đợi. Chính vì vậy á, em với Tâm Anh luôn chờ ba về. Và em chắc chắn một ngày nào đó ba cha con của em sẽ gặp lại nhau. Hạnh phúc chắc chắn sẽ gọi tên chị mà. Chị đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sao nói chuyện hay dữ vậy trời.
chưa? Em nói rồi mà, Hạnh Phúc gọi cho chị rồi đó. Em nghe. Chị em mình chia tay ở đây nha. Ảnh đón chị ở đây. Dạ, vậy thôi em về trước nha. Chị cẩn thận nha. Dạ, chị cũng vậy nha. À chị. Chị nhất định phải giữ lấy hạnh phúc đó nha. Nhất định đó. Chị biết rồi. Dạ. Hạnh phúc sẽ gọi tên chị. Em đi nha. Tâm ý. Dạ. Em muốn biết người yêu chị là ai không? Dạ thôi. Em đi nha. Về tới nhà nhắn tin chị nha. Dạ. Chị Tâm ý. Ủa Quyên. Ủa chị đi đâu vậy? À tôi mới đi nhậu về. Trời hôm nay chị đi nhậu luôn. Chị nhậu với ai vậy? À, chị My á. My hả? Bà cô này cứ rủ người ta đi nhậu hoài. Đâu sao đâu, cũng vui mà. À, giờ chị đi về hả? Ừ. Thôi, chào cậu nha. À, chị. Hả? Em còn nghe mùi rượu á. Chị có muốn đi đâu đó để cho hết mùi rượu không? Anh xin lỗi, tại vì anh có cuộc mổ gấp á, cho nên không gọi cho em được. Không sao hết đó, em hiểu công việc của anh mà. Chờ anh có lâu không? Không có gì lo hết trơn á. Tại cái giá của hạnh phúc là chờ đợi mà. Vậy bây giờ niềm hạnh phúc của anh, mình đi ăn hả? Ủa Tâm ý, em qua đây chi vậy? Dạ, ông nhờ em đem nấm qua cho bà ăn tẩm bổ á. Bà có nhà không chị? Ồ, hình như cô Liễu không có nhà rồi. Không em đưa chị đi, tí nữa chị đưa cho cô Liễu cho. Dạ, cũng được, em cảm ơn chị nha. Thôi em chờ chị em về nha. Ủa em về liền luôn á hả? Không ngồi lại chơi, hai chị em uống nước nói chuyện. Dạ thôi, em về liền luôn. Ê, Tâm ý, không mấy đi xem tranh với chị không? Chị có hai vé á. Hả? Xem tranh hả chị? Cười tươi lên nha. Wow, nhìn chị dễ thương lắm luôn á. Dễ thương không? Đợi chị chút. Chị Tâm ý, mình đi ra ngoài uống cà phê không? Dạ. Để lại lời nhắn sau tiếng bếp. Ủa ông chưa về hả? Không có đi coi phẫu thuật không? Bây giờ chuẩn bị đi nè. Vậy nha. Đi chơi chị vui không vậy? Dạ vui lắm. Chị vừa đáng yêu mà còn dễ thương nữa. Ước gì em cũng được như chị. Vậy á hả? Chị thì lại ước gì á chị được giống như em. Em có gì đâu mà chị ước. Có chứ. Em lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, thùy mị nè. Không có ồn ào, không có lúc nào cũng ồ ạt, tẻn tẻn như chị. Ủa nhưng mà em đi chơi với chị vậy á, về có bị la không đó? Dạ không sao đâu. Bữa nay á cô nói là sẽ đi ăn ngoài, cho nên là em không cần phải nấu. Ừ, vậy được, hai chị em mình thoải mái. Dạ. Ê, nè, chị có đem sách nè. Mình giữ cà phê chị đọc sách đi. Dạ thôi, em không đọc đâu. Em muốn vô trong coi thêm tranh chút nữa. Muốn vô coi tiếp hả? Dạ, tại lần đầu tiên em đi coi tranh cho nên là thích lắm. Vậy thôi, em đi coi đi. Dạ. Hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm nha. Đừng có gì đâu. Đi trước đi. Em đi nha. Con nghe nè Nguyên. Nè, chiều mai tôi kẹt rồi, mình về lịch học là buổi tối được không? Hả? Nhưng mà tối mai thì cô có việc rồi, sao tự nhiên về lịch học ngang xương vậy?
thì tại trường có lịch học thêm đột xuất, giờ sao? Ê, không mấy mình học luôn giờ không? Giờ hả? Ờ, cũng được. Bữa nay á, sẽ là một cái bữa học ngoại khóa vô cùng đặc biệt của mình luôn á nha. Nè. Ủa, sao ra nhanh vậy? Ủa, sao học đây vậy? Trời ơi, không có giống cô xíu nào nha. Không giống là không giống làm sao? Cô lúc nào cũng vậy thôi mà không giống gì. Thôi bớt giỡn đi. Bớt giỡn đi, bớt giỡn đi. Ngày xưa lúc nào em cũng nói cô vậy hết trơn á. Bớt giỡn đi. Có không ta? Làm gì có. Sao không? Lúc đầu gặp em đó em hung dữ như là cái gì vậy đó. Lúc nào cũng có cái thái độ này nè. Mặt gì nữa với con vậy nè. Nhìn em hả, từ trên xuống dưới là cái thái độ, cái giọng điệu, cái gương mặt đó của em nhìn giống em giống như là cô. Cái gì? Cô gì? Giống như là học sinh cá biệt vậy đó. Còn cô sao? Cô làm như cô hay lắm vậy? Cô không nhớ cái chuyện mà cô giả đàn ông, cô đòi đánh tôi còn chưa hết đâu. À, cái chuyện mà say xỉn, lèm bèm, bức tóc rồi còn tùm lum tui nữa, cô không nhớ hả? Cô quên hả? Quên gì mà quên? Ủa? Thì sao? Rồi cuối cùng á, nhờ ai mà em giỏi tiếng Anh? Nhờ ai mà em giỏi tiếng Anh? Nói đi. Nói đi. Không, không biết. Không biết nữa đó. Nhớ ngày xưa. Công nhận cô với em á, xảy ra tùm lum tà la chuyện tào lao ghê. Nhưng mà vui chứ bỏ ha. Thời gian trôi qua nhanh thiệt á. Mới đây mà hết học kỳ 1, rồi học kỳ 2 luôn rồi. Nhanh thiệt á. Lấy tập ra học. Còn ngồi đó tám nữa. Xong rồi hả? Ơ nè nè, đi đâu mà gấp vậy? Gặp sau nói chuyện sau. Sao cô nghe điện thoại đi? Chờ đợi cô chút nha. Nghe nè. Alo, anh đang ở phòng tranh nè, em đang ở đâu vậy? Em đi rồi, chi vậy? Em đi rồi hả? Nhưng mà em đang ở đâu? Đang đi chơi với bạn, có gì không? Vậy bây giờ anh về nhà em, anh đợi em ở nhà em nha. Không gặp Phong về á. Hôm nay chắc đi tới đêm mới về á. Khỏi gặp nha, không có gì hết đó. Nhưng mà khoan. Nè, rồi hôm nay học được tới đây được rồi đó. Nhưng mà ra ngoài này học vậy ồn ào, có mất tập trung em không? Nói học đây vui mà. Vậy hả? Nhận dẹp đi về. Cô có tin sốt dẻo dành cho em nè. Tin gì vậy? Tâm ý đang xem tranh trong phòng.
Ý. Ủa chú, con làm gì đây vậy? Dạ con tới đây với chị My với chú. Tới chị My hả? Dạ. À, coi tranh hả? Dạ. Con thích bức tranh này lắm hả? Dạ đúng rồi, con nhìn bức tranh này có cái gì đó giống như là không lối thoát vậy đó. Sao chú cười? Tranh trừu tượng mà, con thấy sao thì nói vậy thôi à. À đúng rồi, tranh trừu tượng mà, mỗi người có một suy nghĩ riêng, mỗi cảm nhận riêng. À hồi nãy là con nói là con đi coi với chị My hả? Dạ. Vậy chị My đâu rồi? Dạ chị My đang ở quán cà phê phía trước đó chú. Quán cà phê phía trước hả? Nè, uống cà phê không? À, dạ thôi. Vậy thì con coi tiếp đi nha, chú về trước. Dạ. Gặp con ở nhà nha. Thu. Ủa Nguyên. Ủa, cậu đi đâu vậy? Em học với chị My ở quán cà phê gần đây nè. Chị nói em mới biết chị đang ở đây á. Ủa nãy giờ chị cũng coi nhiều tranh rồi hả? Cửa sổ mở kìa. Chị cũng biết giỡn quá ha. Ê tôi phở kìa. Ê, nhìn cái mặt là biết thèm phở rồi. Vậy lát hai đứa mình đi ăn phở nha. Ủa chết, cái điện thoại em đâu rồi ta? Để em đi quán cà phê em kiếm cái. Ê tôi đi chung luôn nha. Ủa thằng nhóc này, có cái điện thoại cũng để quên nữa. Sao có người nói là đi chơi với bạn mà? Thì tại không thích mới nói vậy đó. Ủa tại sao không thích? Không có gì. Anh xin lỗi. Thôi thôi đừng có xin lỗi gì, không có gì hết. Được chưa? Không có gì hết đó. Thôi xin lỗi đi, đừng có giận anh nữa. Ra. Giận anh hả? Em tính giận anh tới chết em mới hết giận đó. Xin lỗi. Được chưa? Công cộng. Giận tới chết á là già xấu lắm đó nha. Nói công cộng mà. Thôi công cộng gì đâu, đừng có giận nữa nha. Dạ anh chị cần gì ạ? Dạ để em tự nhiên rồi chị. Dạ cho anh nói đồ này trước em. Anh xin nha. Trời ơi, trời ơi, mẹ anh em ra. Qua đây. Thôi, nhưng mà nha. Rồi, lửa đi.
xe đó. Tôi không có say, người say là anh. Cô ơi, cô nói cô không say sao cô ngồi lồng mang rồi kia? Chia tay với My đó. Thì không có con My, có con khác. Nó nhiều quá à, khi nó lên lầu kìa. Sao khi nổi? Tội nghiệp, yêu đương chi cho cực vậy biết nữa. Em không có say. Em không có say mà. Trời ơi, cẩn thận. Em không có say. Ừ, không có say. Ôi, trời ơi. Em không có say. Cậu ba. Cậu ba muốn. Em không có say. Phụ thay đổi cậu ba đi, xỉn quá xỉn rồi. Cái thằng làm cái gì xỉn dữ không biết nữa. Mọi người làm gì vậy? Em không có say mà. Mọi người ra đi, anh thay đồ cho cậu ba. Anh làm gì vậy? Thay đồ mới ngủ được. Được rồi. Dạ 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 dạ, nhờ bác sĩ nói giúp vậy nha. Dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ vậy là con xin phép bệnh viện cho nó rồi phải không? Dạ đúng rồi ba. Cậu ba bị bệnh hả? Chắc là nó mệt quá, nó dậy không nổi. Đầu thì nóng hâm hấp à. Cái thằng cũng ngộ ha. Sao mà nó uống dữ vậy? Bình thường nó có vậy đâu. Này sao mà sốt cao hoài vậy nè? Cái đồng hồ này là nó hay đeo lắm. Sao lại bé hết trơn vậy? Chú đỡ cho chú. Sao vậy chú? Chú sắp chết rồi. Hả? Chú giỡn á. Dạ. Chú khỏe rồi. Dạ. Con chườm chăn cho chú hả? Dạ. Mà cả nhà đâu hết rồi? Dạ mọi người ra ngoài hết rồi chú. Ồ. À mà chú muốn ăn cái gì không? Nhà mình có cháo đó chú. Vậy giờ chú ăn cháo đi. Dạ. Cháo này con nấu hả? Dạ. Ngon quá. Mà dạo này con đổi khẩu vị hả? Sao không giống như khẩu vị con nấu thường ngày? Chị ơi, chị có cần em phụ cái gì không? Không cần đâu, chị nấu cũng nhanh mà. Giờ chị còn làm được chuyện này cho ảnh thôi à. Mà nè, em không có được nói cho ảnh biết là chị qua đây đó nha. Dạ, em biết rồi. Nè, nhớ đó là không được nói đó. Ảnh mà biết một cái là chị xử đẹp em luôn đó nha. Dạ, em hứa mà. Mà cảm ơn em nha. Nhờ cái em gọi chị mới biết là ảnh đang bị bệnh đó. Dạ, không có gì đâu chị. Mà chị cho em hỏi chị một câu nha.
Sao hai người thương nhau vậy mà lại chia tay vậy? Dù sao rất ngon. Dạ, con cảm ơn chú. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.